Okay, okay, alright. Mình sẽ chỉ cho các bạn game được một tấm hình như vậy ha. Đầu tiên thì các bạn cần tìm được một cái tấm hình mà có người model như vậy. Đây, xóa đi và mình làm lại từ đầu ha. Tấm hình này mình tìm trên Google. Quan trọng là cái phông nền của nó là hoàn toàn màu trắng. Như vậy thì các bạn sẽ dễ ghép hơn. Đầu tiên là các bạn dùng cây Magneto, cái cây đũa thần á. Các bạn click vào cái khung nền màu trắng. Và quan trọng là trước khi bạn delete thì bạn nhớ mở cái khóa ra, unlock nó ra. Xong rồi các bạn quay về, các bạn ấn nút delete thì các bạn có được là một cái khung hình rồi. Cái thứ hai là bạn tìm cái cánh, là mình có cái cánh như vậy, mình sẽ chọn cái này. Bởi vì cái cánh nó rất là to nên các bạn nên chỉnh cái size của nó lại, rút gọn nó lại trở về 1200, rồi copy nó qua. Nó vẫn còn to nhưng mà không sao hết, các bạn edit pre-transform rồi các bạn chỉnh cho nó gọn lại. Cái này là tùy sở thích của mỗi người thôi, các bạn thích làm cánh to hay cánh nhỏ hay dài hay ngắn các bạn có thể tùy chỉnh. Sau đó các bạn kéo cái layer 1 xuống dây layer 0 cho nó ẩn dưới layer 0 thì hai vị trí của nó sẽ đổi với nhau với cảnh nằm phía dưới người model. Sau đó các bạn sẽ đổi màu của nó tương đồng với cái màu của bikini của cô gái. Đầu tiên là các bạn sẽ chỉnh về cái color rise, sau đó bạn kéo lựa chọn màu như vậy. Đây là màu đỏ, các bạn có thể chỉnh sáng hơn hoặc tối hơn cho nó. Và mình nghĩ là như vậy là hợp lý. Ok, thì mọi thứ đã hoàn tất rồi, các bạn trở lại với hình model của cô gái. Ở đây nó có những cái điểm mà như là mission, mistake. Các bạn có thể dùng cái Play Store để chỉnh lại. Ở đây nó vẫn có một điểm trắng. Ok, mọi thứ hình như đã hoàn toàn là hợp lý rồi. Các bạn có thể chỉnh cho cái da của cô gái nó đen hoặc là nó vàng hơn. Mình sẽ giữ nguyên góc độ này, rồi mình sẽ chỉnh cho cái da của cô gái nó hợp với cái cảnh hơn. Rồi, sau đó các bạn sẽ chỉnh xuống hoàn tất thành một cái layer. Sau đó bây giờ các bạn sẽ tìm một cái background. Mình sẽ chọn cái này. Các bạn cũng copy qua. Cái file hình của nó vẫn còn to quá thì các bạn sẽ chỉnh cho nó nhỏ lại. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. Để cho nó nằm ở giữa như vậy. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, hoặc là các bạn có thể để cho nó đứng trên giữa hồ như vậy. Cái đó là tùy sở thích của các bạn thôi. Nghĩ để đây chắc hợp lý hơn. Như các bạn thấy nè, cái hình của cô gái nó còn trắng quá so với cái hình nền. Như các bạn sẽ kéo nó xuống, các bạn dùng Curves và kéo cái layer xuống.
Như vậy thì các bạn đã có một tấm hình hoàn chỉnh rồi. Nhưng mà các bạn muốn cho nó perfect hơn đó thì các bạn có thể chỉnh lại xung quanh hình của nó, rồi thêm chữ gì vô, nói chung là có thể thêm icon này nọ, nói chung là tất cả những gì các bạn thích. Hoặc là các bạn có thể xài giống như là chỉnh về cái model là lighter, làm cho nó ẩn hiện, hoặc là multi, hoặc là half light, hoặc là overlay. Nhưng mà mình nghĩ là để layer sẽ đẹp hơn. Xong. Good luck.